Tế công thành đạo, tế tư mất đạo. Hòa Phật Ân Sư Từ Bi, thầy hy vọng tâm của thầy bị các con lấy cắp đi mất. Tại sao? Vì thầy công tâm. Nếu các con lấy cắp công tâm thầy đi mất, vậy thì các con cũng công tâm. Như vậy không tốt lắm sao? Cho nên thầy hy vọng các con đến lấy cắp. Lấy cắp đi thì thầy vui không thể tả. Chỉ sợ các con không lấy cắp được. Người thế gian tại sao đau khổ? Bởi vì có tư tâm. Có tư tâm không có công tâm nên mới đau khổ. Nếu như vứt bỏ tư tâm này, bỏ nó qua một bên, đổi lại công tâm thì không còn đau khổ nữa. Thấy việc gì cũng tốt. Bạn đối với tôi tốt, bạn đối với tôi không tốt cũng không sao. Tôi cũng tốt, tôi một chút cũng không bị tổn thương. Đây là tâm bình thường, tâm bình đẳng. Bạn đối với tôi tốt thì tốt, tất cả mọi người đều tốt. Bạn đối với tôi không tốt cũng không sao, tôi vẫn đối tốt với bạn. Hy vọng các con có cái tâm này. Không nên người ta không tốt đối với con thì con cũng không tốt với người ta. Nhớ đó nha, quân tử báo thù 3 năm chưa muộn. Như vậy có được không? Không được. Như vậy là không được rồi. Như vậy con chỉ là báo thù con chuột. Vậy con phải gặp họ mấy chục năm. Như vậy không phải khổ lắm sao? Cho nên tâm bình lặng xuống, tĩnh tâm xuống, nhìn thấy gì cũng tự tại, nhìn thấy gì cũng an nhiên tự đắc. Đây mới là tu đạo. Tâm không thể bình xuống, vậy thì học tập tâm bình lặng xuống. Làm người phải đơn giản xíu. Sau này phải thường xuyên về Phật đường. Phật đường ở đâu? Phật đường chính là phòng của con. Phải thường xuyên về phòng của con. Thường về Phật đường mới sáng. Phật đường sáng rồi thì chúng sanh thích trở về. Nhưng đạo phải tịnh hóa chữ tình như thế nào? Thì phải có cái hình này, có cái tướng này để phân biệt lý lẽ, phân biệt tình lý. Mang nhân tình trong tâm chúng ta, mang tình thương trong tâm chúng ta hóa thành đạo tình, hóa thành đại ái. Đối với người không nên quá đặc biệt. Quá đặc biệt thì thị phi phi. Giữ lấy công bằng là sự hành đạo của thầy. Thay thế thầy hành đạo chính là công. Thay thế ma hành đạo chính là tư. Khi tư tâm tuôn trào thì khắc nhập với ma đạo. Hiểu không? Các con mới vào đạo trường, vẫn còn chưa hiểu những gì. Có một số lý lẽ hơi sâu, phải từ từ đi suy nghĩ. Thầy từ từ phê bình giảng giải để các con nhận rõ cái đạo này. Tế công hoặc Phật không phải do thầy tự đặt, là do người thế gian xưng thầy như vậy. Tế công hoặc Phật này là ý nghĩa gì? Là một lòng công tâm, tất cả vì chúng sanh. Cho nên người ta mới xưng thầy là hoặc Phật. Người chết đi có thể thành Phật, thành tiên, thành ma, thành người là do con làm. Cho nên phải sống, không thể chết. Phật này không chết, sống mới có thể làm Phật. Không phải chết đi rồi mới thành Phật. Ở thế gian có việc gì làm mà trở về thành Phật không? Không có. Phải học thầy làm tế công. Muốn học thầy thì rất đơn giản. Chỉ cần con tế công, bảo đảm con làm hoạt Phật. Các con đều có tự tính Phật, vậy thì phải làm việc Phật. Nghiêu Thuấn có phải làm việc Phật không? Họ hành ra đều là đạo, đều là việc của Phật, mà họ đều là người. Con cũng là người. Vậy thì sao con không thể? Hôm nay thầy trò gặp mặt phải trân trọng. Hy vọng sau này duyên còn tiếp tục. Hy vọng duyên phận con càng ngày càng rộng. Mỗi một chúng sanh đều được tâm từ bi của các con che chở. Thầy che chở trò,
giúp đỡ trò, cũng hy vọng các trò giúp đỡ tất cả đồ đệ, cũng như tất cả những ai chưa là trò của ta. Như vậy mới là một lòng công tâm. Tế Công rất có nhân duyên. Rất nhiều người trong thiên hạ gọi Lão Nạp là thầy, gọi ta là Tế Công, nhưng ta xem trong tâm họ rất là tế tư, cho nên tên là đồ đệ của Tế Công, nhưng thực ra là học trò của Tế Tư. Chả trách sau khi chết, họ không thể nào thấy được mặt mũi thật sự của Tế Công, chỉ thấy quan hệ cá nhân của Tế Tư. Một người không có lẽ phải, không nói công lý, ở đời sẽ bị người coi khinh, chết đi càng bị thần ruồng bỏ. Cho nên ta nói, Tế Công thành đạo, Tế Tư mất đạo là vậy. Người ngày nay tu đạo, keo kiệt bụng xỉn, xảo ngôn lệnh sắc, hủy bán giáo khác, họ đều là tự tư tự lợi, cho rằng tất cả là bản thân tốt, không biết rằng gạo trắng mỗi nhà tuy đến từ nhiều nguồn khác nhau, nhưng đều là hạt giống như nhau. Chẳng lẽ không phải là lúa gạo? Sao lại nói gạo mình thơm, còn gạo người khác thối? Linh sơn một mạch, vạn giáo quy tông. Tin thì có thể thành Phật, rời xa công tâm không thể làm Phật. Biết tu đại đạo, chăm hành đức nghiệm thì vạn gia sinh Phật, Tế Công hoặc Phật tự nhiên đến. Cho nên nói, Tế Công có thể trở thành hoặc Phật. Hy vọng thiên hạ chúng sanh học tinh thần của ta, nhất định đừng phân biệt đây đó, tự đánh mất tiền đồ. Các con chớ nên cứ lẫn quẩn trong ân oán tình thù, đừng cứ lẫn quẩn trong thị phi đúng sai. Chúng ta phải hợp lại thành một thể, mà hãy lẫn quẩn trong tam tạo đại sự, đó mới là người có trí tuệ. Thật ra chỉ cần các nơi đoàn kết, trên dưới đoàn kết, đạo trường đoàn kết, thì không có việc nào không thể làm được. Tại sao trong đạo trường luôn có nhiều vấn đề thị phi? Bởi vì mỗi người đều cho rằng cách nghĩ, cách làm của mình đều là đúng. Chủ kiến quá nặng, ý kiến quá nhiều, không chịu phục tùng, không có ý thức đoàn thể, không nghĩ đến đại thể. Đồ Nhi nói xem, những hạt cát rời rạc có thể nào làm nên việc không? Đồ Nhi ơi, đừng cứ chỉ trích người khác, nên tu nội đức của mình rồi đấy. Thầy cũng biết rất nhiều người đều nhận thấy, sau nghịch cảnh này của tôi chưa qua, nghịch cảnh khác lại đến. Con chưa vượt qua thì cái khác lại đến. Khảo nghiệm này chưa qua, sao khảo nghiệm khác lại đến? Điều này Đồ Nhi phải kiểm điểm bản thân mình. Phải chăng bản thân mình tiến triển quá chậm? Vấn đề khó khăn thứ nhất còn chưa giải quyết thì khó khăn thứ hai lại đến. Điều này chứng tỏ sức tinh tấn của con còn chưa đủ. Suy thoái thực sự không phải lúc tóc bạc và nếp nhăn, mà là lúc ngưng học tập và phấn đấu. Đồ Nhi, con cho bản thân mình thế nào thì sẽ trở thành người như thế nấy. Tuy nói rằng tu đạo không thể có ngạo khí, nhưng không thể không có khí phách, càng không thể không có chí khí. Có câu nói, tu đạo bổn vô sự, tự kỷ tâm ưu chi, tức là tu đạo vốn vô sự, chỉ do tâm nhiễu loạn. Nhưng Đồ Nhi, các con đều là những người may mắn nhất. Lúc các con chịu khổ, ơn trên đều âm thầm xoay chuyển, âm thầm đánh thức, thậm chí giờ giờ phút phút cũng không quên quan tâm các con. Chỉ là Đồ Nhi các con có lúc không chú ý đấy thôi. Nếu như tu đến lúc này mà Đồ Nhi vẫn còn tâm bất cần này, thì những nỗ lực trước đây đều uổng công vô ích, công lao đổ biển, cũng giống như dùng rổ múc nước chẳng được gì. Đến lúc đó lại oán trách tiên Phật không từ bi, phải không? Đồ Nhi hy vọng kết quả sau cùng là như thế đấy sao? Thầy đương nhiên cũng không hy vọng, nhưng thầy thấy Đồ Nhi hễ gặp phải trắc trở,
thì tâm lạnh nhạt. Đây là vấn đề rất lớn đấy. Đời người ai chẳng có khảo nghiệm. Hai hòn đá chạm vào nhau còn bật ra tiếng. Tay đụng phải hòn đá còn cảm thấy đau. Nhưng Đồ Nhi không thể chỉ nghĩ đến đau, phải nghĩ rằng tại sao hòn đá lại đụng phải tay mình. Đừng cứ yêu cầu người khác phải phối hợp với mình, mà nên yêu cầu chính mình. Tại sao con không thể hòa hợp với họ? Yêu cầu bản thân thì thế giới này mới có ngày tốt đẹp. Nếu như cứ yêu cầu người khác phối hợp với mình, thì thế giới này được ngày hòa bình hay không? Tiểu đồng còn làm chưa được, nói chi đến lý tưởng về một thế giới đại đồng đây. Đồ Nhi, con phải dùng lương tâm, từ chỗ căn bản của mình để điều chỉnh bản thân. Nếu như con còn lãng phí cuộc đời và thời gian, đến lúc đó mới ôm chân Phật, nước tới chân mới nhảy, thì thật sự không kịp nữa rồi. Đừng nên làm công phu bề ngoài, càng không nên buông thả chính mình, được không? Thầy tặng các con một câu: hành hữu bất đắc, phản cầu chư kỷ. Tức là khi việc làm gặp trắc trở, hãy tự hỏi mình. Đây là câu nói rất quan trọng, con phải ghi lòng tạc dạ. Khổng Phu Tử đã từng nói: quân tử cầu chư kỷ, tiểu nhân cầu chư nhân. Tức là quân tử yêu cầu bản thân, tiểu nhân thì yêu cầu người khác. Đồ Nhi, các con là dạng người nào? Đang lúc khởi tâm động niệm thì liền rõ ràng mọi việc. Tác dụng của Phật tính là tâm giác ngộ, thường đi tìm những vấn đề của mình, đề cao năng lực phản tỉnh của bản thân. Đồ Nhi phải nghĩ rằng, giảng lớp có thể giúp ta tu đạo hay không? Tại sao càng giảng càng không có gì để nói? Bởi vì con không còn đang tu đạo. Tại sao không còn tu đạo? Vì không còn nâng cao. Tại sao không còn nâng cao? Bởi vì không phản tỉnh. Con dùng nhân tâm phản tỉnh thì sẽ không phản tỉnh được điều gì. Đây chính là vấn đề về nội tâm đấy. Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư có nói: thường tự kiến kỷ quá, giữ đạo tức tương đương. Tức là thường thấy sai của mình, tức là gần với đạo. Mọi người nghe nhiều nên đã quen thuộc. Đây cũng là câu nói nghe đến ngán ngẩm, nhưng ý nghĩa hàm xúc trong đó có phải đã làm cho Đồ Nhi mất cảm giác rồi, phải không? Đồ Nhi, các con hiện nay phải chăng đang làm trái ngược? Hãy mau quay đầu là bờ. Không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác muộn. Đồ Nhi phải tu sửa bản thân mình cho tốt nhé. Nếu có thể thật sự niệm niệm tịnh tâm, như vậy tu đạo mới có hiệu quả, mới có thể thật sự làm ích công lớn. Con có hiểu không? Thầy hy vọng việc tu đạo của các Đồ Nhi có thể khích lệ lẫn nhau, khẳng định lẫn nhau. Như vậy mới có tinh thần phấn đấu và sức sống mãnh liệt. Hãy tự cho mình niềm tin và sức mạnh, thì thầy cũng ban cho các con niềm tin và sức mạnh. Chỉ cần các Đồ Nhi có tâm, chỉ cần Đồ Nhi bằng lòng, thầy cũng bằng lòng dẫn các con đi. Chỉ sợ Đồ Nhi không ghi nhớ những lời của thầy. Hôm nay những lời thầy nói không chỉ nói với các con, phàm là những người muốn tu đạo, thậm chí điểm truyền sư cũng phải tham ngộ cho tốt những lời nói của thầy hôm nay, để cảnh tỉnh bản thân, khích lệ bản thân, thức tỉnh bản thân, đốc thúc bản thân. Chúng ta phải vững vàng tinh tấn bản thân, tu mình, độ người. Mỗi người đều có ưu điểm, không cần đi ngưỡng mộ. Chúng ta tu đạo là kiến hiện tư tệ, tức là thấy người tốt xem mình có tốt hay chưa, chứ không phải là kiến hiện tư tệ, tức là thấy người tốt thì đố kỵ. Tu đạo phải có quan niệm chính xác, phải có chánh tri, chánh kiến, chánh niệm, chánh hành. Quan trọng nhất là phải trân trọng ưu điểm của bản thân,
không nên hủy hoại lòng tin của mình. Có không? Đường phải bước đi mới có thể đến. Con đường gập ghềnh phải dựa vào con đi lóc bằng. Con đường khúc khuỷu phải dựa vào con đi ứng biến. Khảo nghiệm đến phải tự mình đi suy xét. Vì khó khăn là muốn thử nghiệm trí tuệ của con. Cho nên đồ nhi ơi, chớ nên trì trệ nữa. Một lòng đi liễu nguyện nhé. Có được hay không? Thầy sẽ không nói nhiều nữa. Có thể hiểu được tâm của thầy mà phấn đấu tu bạn. Đó mới là đồ đệ tốt, tri âm của thầy. Đồ nhi hãy cố gắng, hãy tiếp tục tiến lên. Hoàng hôn đã xuống, chớ nên tham luyến, tham chơi, tham hưởng thụ. Đây là lúc con nên trang bị đầy đủ, hướng đến con đường về nhà. Thầy cũng sẽ ở bên cạnh các con trên suốt chặng đường. Đồ nhi ơi, suốt đoạn đường này con hãy bảo trọng nhé. Đồ nhi đã hiểu chính mình thì phải giữ mình trong sạch. Quan trọng nhất là phải biết trang kính tự cường. Chớ nên phân tâm, thần trí không rõ ràng. Sai một ly, đi một dặm, quay đầu lại đã trăm tuổi. Đến lúc đó có hối hận cũng đã không kịp nữa rồi. Đồ nhi, đừng sợ người ta chê cười, sợ người ta xem thường. Tại sao đồ nhi sợ ánh mắt và cách nhìn của người khác? Đó chính là vì đồ nhi xem giả là thật. Chẳng trách càng tu càng đau khổ, càng tu càng phiền não, càng tu càng thoát không ra. Tuy rằng ở trên tiên thiên điều kiện mỗi người đều có thiếu sót, nhưng chỉ cần hậu thiên chịu nỗ lực, thầy tin rằng Độ Nhi nhất định sẽ chiến thắng chính mình và đột phá chính mình. Đó mới thật sự là người dũng cảm. Được không? Cuối cùng thầy dặn dò, lúc bế lớp mỗi người một quả, đương nhiên kẹo cũng không thể thiếu. Tặng quả là muốn cổ vũ Độ Nhi, chứ không phải ăn cho xong, mà cho bản thân mình kỳ vọng. Sau này trở về Lý Thiên, phải có duyên, cũng phải có phận. Đừng nên phụ tâm ý từ bi của tiên Phật, sự phù hộ từ đức của tiền nhân các con, và hậu ái bồi dưỡng của biết bao tiền hiền. Đồ nhi ơi, phải báo ân liễu nguyện cho tốt, chớ nên hồ đồ nữa. Những bài giảng sắp tới, nghe xong phải phấn chấn bản thân, chớ nên ngủ gật nữa. Phật quy cần tuân thủ thì phải tuân thủ, phải khắc chế bản thân, được không? Thầy xin từ giá mẫu trở về Lý Thiên. Đồ nhi các con phải bảo trọng.